chuyên mục giới thiệu tác phẩm âm nhạc Việt Nam. Xin kính chào quý khán giả. Trong chuyên mục giới thiệu tác phẩm âm nhạc Việt Nam hôm nay, mời quý khán giả thưởng thức ca khúc Khúc hát Người đi khai hoang. Ca khúc này được nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ sáng tác năm 1977, dành tặng lực lượng thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đi khai khẩn vùng kinh tế mới, xây dựng cuộc sống trên vùng đất mới. Ta đốt lửa cho đồi hoang ấm mãi, hẹn người lên tìm lại dấu chân xưa. Thuở quên đồi núi chiến công còn gian, lòng đã nghe bao lời tình đông đòi, lòng đã nghe bao lời tình đông đòi. Bên cánh dòng nghe rừng khuya hát mãi, thính giả vừa nghe ca khúc Khúc hát Người đi khai hoang sáng tác của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ do hai ca sĩ Đình Văn và Ngọc Điệp trình bày.
Chuyên mục giới thiệu tác phẩm âm nhạc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Chuyên mục do Nguyễn Đình thực hiện. Hẹn gặp lại quý thính giả vào chuyên mục lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt.